Bây giờ tôi lại review món chả đà điểu hả? Rau đà điểu của ở Hà Nội à? Hay là Ba Vì nha mọi người, là có con đà điểu luôn đó chị. Đúng rồi. Sao nó bầm thịt ra làm hả? Để tí lấy cái luộc kia kìa. Cái này làm sao? Chắc là nó sẽ phải kết hợp với thịt lợn nữa. Thịt lợn và anh ơi, rau đà điểu không ạ? Đà điểu không? Đà điểu không đúng không? Để chúng ta ăn coi ra làm sao nha. Nhưng mà cái này chị đang quay với sáu, cái luộc kia đang... Chị nói hay không nói đây biết được em quay lần rồi. Thì bây giờ là tí nữa lấy cái luộc kia kìa. Chúng tôi đi làm check-in Việt Nam và chúng tôi ăn những món ngon vật lạ. Tôi quay lên cho mọi người. Con này này nó to lắm. Nó rất to nha. Đây. Nó to cỡ anh ánh cái này. Nhưng mà bỏ ra nó bé tí. Toàn bỏ. Sao sao chị biết? Sao chị biết chị thấy chưa? Sao Hương biết là cũng ăn cái giò này thường xuyên còn anh ánh chị không biết. Thế thì em phải nói là bỏ cái bỏ. Nhà nắn là to đùng đúng không? À. Anh ánh phải hỏi người khác sao chị biết? Hỏi ai? Nhưng mà anh ánh nhá. Cái giò này đặc điểm ấy là nóng nên nó có nở ra, nhưng còn mở ra lạnh phát và bé tí. Lại co lại. À ôi giời ơi. Ủa là kỳ vậy? Cho nên là cái này là phải sơ nhanh tốc hành. À sơ nhanh tốc. Bây giờ chị mở ra cho em quay đi, chị mở đi. Chị mở đi em quay với. Coi trong nó ra sao. Chị mở đi em. Chị mở ra cho em quay. Chị bắn của chị ra cho em coi nào. Đấy mọi người cứ tưởng tượng nhá. Mở chị ra cho trông ở ngoài của anh ánh như thế này thôi. Mở ra này. Nói chung là kéo khóa ra là chỉ thế này thôi. Ô nó bé tí rồi. Ủa mà sao nhăn nheo dữ vậy? Nhỏ quá. Chị Thúy ơi, anh ánh rất là nhăn nheo mà nó teo luôn rồi. Già rồi nó thế. Em tưởng nó to như cái này. Hóa ra là vé gì? Chín chưa? Ôi thơm nha mọi người, thơm. Nó giống như mùi bánh lịch thế nào nhỉ? Tí nữa là 10 giờ là thơm lắm. Chị bây giờ chờ tương ớt hả? Trong khi thẳng Hà Nội luôn. Trong khi thẳng luôn được em. Thẳng luôn hả? Nhưng mà đi. Chị có cái cầm đồ ăn không hả? Mà cái này là chị đang quay bằng vi sóng thì nó sẽ không được đẹp như thế hết. Nướng được phải không chị? Nướng được. Thử nha. Hấp là ngon nhất, đẹp hấp là ngon nhất mà đẹp nhất. Mà nó bé này nó nhanh chín mà. Ngon. Mình tưởng nó to chứ không bé này nó chín. Ngon. Đây là hấp nhưng mà vì lúc nãy đợi không nói thì là em nướng bằng vi sóng hoặc ở nhà em. Nó giống như cái nhân mình ăn bánh dày á. Cái là cái chả hả? Chả ăn bánh dày á. Đấy giờ nói hết tất cả cái chỗ này để cho vào lò vi sóng. Ờ thôi cho nó vào lò vi sóng. Em ăn nóng thử cả đi. Cầm cả cái ăn. Dạ. Không đã còn đang nóng. Ngon ngon mọi người nha. Ngon nè. Cơm gạo luôn đây. Nhưng mà bình thường nếu như nhà em đặt ăn ấy, nhà em sẽ gọi đặt trước ấy thì cũng ngon. Nóng chị em cho cái lá cho em đặt. Ngon nha mọi người. Ngon mà thơm lắm. Giúp trông nó lòng khòng nhưng sợ quá. Trông lòng khòng phết. Anh à? Gần guốc phết đấy. Ngon đâu? Ngon không? Chấm tương ớt. Không cái tương ớt thôi ấy còn ngon. Cái này ăn bổ của anh thôi, không ăn. Anh sợ là tại chị Hương kêu của anh nhăn nheo các thứ cho nên anh không dám ăn á. Không, nếu mà luộc hấp lên nha nhặn thì nó phồng. À đấy, úi giời. Đấy chưa, đấy là do chưa dùng. Nó phồng ra. Chưa chuẩn. Chưa biết cách. Chưa gặp đúng đối tượng chứ không thì nó cũng phồng căng thôi. Mà phải sơ nhanh. Không phải nhăn nheo này đâu. Cho em một túi 20 cái nha, coi cái túi với nha. Ok. Nem đà điểu Ba Vì. Giò đà điểu Ba Vì. 50 cái là 500 nghìn là có nghĩa là 50 nghìn một cái à? 10 nghìn một cái. Ồ, thế có thôi có hả? Có loại 8 nghìn, 10 nghìn, 12 nghìn. Ừ. Thì to hơn. Cấp 1 em không học toán. Để nhớ được. Các học viên sư công điện ảnh. Em chỉ học diễn xuất thôi chị Hương ơi. Diễn xong rồi xuất. Gọi là diễn xuất rồi. Rồi, tấm tường ớt rồi. Hàng ăn cái này vào trong lò quay tiếp vậy chú. Ờ, nhưng mà có ai ăn nữa đâu. Không ơi, giữa chừng, nó giữa chừng thôi. Cũng vẫn phải quay chứ nó đang giữa chừng thì không sao. Thì nó mang về nấu tiếp. Ngon. Nó cứ nấu chín thì chẳng. Đang hổ lên, ngon. Mang về nấu tiếp, ăn đây cho anh thử cái. Anh Hiếu ơi, mang cái nhá. Mấy cái? Em chiêu người mấy cái về hấp nhá. Cái này thôi. Em muốn mấy cái, ha? Mọi người không ấy về hấp đi sáu vẫn được mà. Bây giờ quay lên cho mọi người ăn tiếp. Một cái của anh căng hay quá. Đúng rồi, quay đi. Đang dở về ấy. Thank you em. Thật đúng rồi nó giữa chừng. Em ăn kêu ông con. Mấy cái bị hấp ăn ngon mà. Thôi không em dễ ăn không cho. Ngon. Sợ thằng này nó thay đổi liên tục tục. Uống bia thôi. Em lấy hết hả? Hả? Em vừa lấy hết không? Em lấy em cho mọi người ít. Lấy hết cho trả lại chị lại tiền cho được. Thật là ngon mà. Em không ăn này. Em về hết. Em về hết nữa. Hấp cũng được. Hấp thì em sẽ thèm. Còn nếu không em cho vào lò vi sóng. Muốn lấy mấy cái? 5 cái nha. Một cái này là một cái hả chị? Cái.
Cái này là 1 hay là 2? 2 hả? Chị cũng hai cái này. Thôi chị 4 đi. Không có gì, cho thì cho 5 đi. Ừ, 5 đi đúng rồi. Về nó đều. Dạ. Đây là 10 cái đấy. Đây 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 6 cái rồi. 6 cái vào hồng 6 cái luôn đi. Không không chị luôn lấy đâu, chị không lấy, chị về không ăn đâu. Mấy cái? 4 cái rồi. Thôi thôi thôi. Cái thôi đi. Anh ăn mấy cái? Không. Hằng. Không Hằng không ăn. 4 rồi đúng không? 10 đến 15 phút nhá. 4 khoan. Anh nghĩ không? Nghĩ mấy cái? Nghĩ 3 cái nha. Đúng 10 phút thôi. Vâng vâng vâng. Bé này để 10 phút thôi. Là 6 nè. Cái này hơi nhỏ. Đấy, 6 rồi đúng không? Rồi. 6, 6 là 12 nè. Anh hiểu không? À, không, không, không. 12 kìa nè. Xe đến rồi cả nhà ơi. Chờ đi em lên em chia xong rồi em còn lại em đưa lại cho chị hoặc là em lấy thêm tiền trả thêm tiền chị. Là 12 cái rồi nè. Lên ăn không? Không hả? Về hấp ăn ngon lắm. Em có túi không? Hai cái thôi. Anh cho hai cái rồi. 12. Ừ mà hấp ngon. 12 là 14 rồi. Tiếp tục. Ăn 14 cái rồi. Chị có còn hấp được hai cái không? Đang lên làm gì? Ai mà đằng nào chẳng mang xuống để xách xuống. Em bỏ vào vali xách tay. Hiền không? Hiền hai cái không? Hai cái là gì? Em không. Ngon, hấp ngon lắm. Cho 14, 16, cái nữa không? Không, ăn thử. Cho 16 thêm bé cái nữa đi. À? Bé thấy à? Ừ. 16 là 18. Các chị kia. Thôi, chị mua 50 cái rồi. Anh mang lên ấy, vẫn còn ké. Anh nhé trai. Cho Linh 4 cái nè. Ngon lắm, 18, 20, 22. 22, 24. Chả, Linh đang chả, giờ dầm nem đà điểu. Vương nè, 24. Không, không, em không lấy. Quang. Em không lấy 24 anh 26 28 hồi vậy cho anh lấy hỏi anh lấy hết cái hả? Không, không em trả thôi. Không, cái gì rồi xong em lấy hết tại vì cái van